mưa to là ngập. Một thành phố có đến 19 điểm ngập. Khu đô thị vừa mới được xây dựng cũng bị ngập. Hồ Điều Hòa trở thành điểm gây ô nhiễm môi trường. Giải pháp nào cho tình trạng ngập úng và ô nhiễm Hồ Điều Hòa tại thành phố Quảng Ngãi? Chuyên mục Alo Đô Thị của VTV8 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong quá trình phát triển đô thị, nhiều thành phố ở nước ta rơi vào tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Có những tuyến đường, những khu dân cư từ trước đến nay chưa bao giờ bị ngập, nhưng nay chỉ cần một cơn mưa lớn kéo dài là bị ngập, gây trở ngại rất lớn đến việc giao thông cũng như sinh hoạt của người dân. Trong chuyên mục Alo Đô Thị tuần này, chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về tình trạng ngập cục bộ ở thành phố Quảng Ngãi, cũng như thông tin về một số giải pháp mà tỉnh Quảng Ngãi đưa ra để khắc phục tình trạng này. Cuối chương trình là phản ánh tình trạng ô nhiễm tại một số đoạn mương thoát nước cũng như ở các hồ điều hòa hiện nay trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Tháng 10 năm ngoái, người dân Quảng Ngãi đã rất bất ngờ khi tình trạng úng ngập lại xuất hiện. Lâu lắm rồi, người dân lại được chứng kiến cảnh thành phố bị thất thủ khi nhiều tuyến đường nội thành bị ngập sâu, khiến nhiều xe cộ, nhà của dân bị ngập nước, gây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, toàn thành phố hiện có 19 điểm ngập mỗi khi có mưa lớn. Hẻm 320 đường Lê Lợi, thuộc tổ 3 phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Những người dân ở đây rất bức xúc khi mấy năm gần đây, tình trạng ngập cục bộ thường xuyên xảy ra mỗi khi có mưa to. Mỗi năm mưa như vậy là nước nó vẫn cứ lên. Một năm một mùa mưa vậy là 3 tháng đi. Thì nó ngập tầm cả cũng phải mười mấy hơn mười lần vậy. Nước nó cứ mưa lớn là nước nó thoát không hết, là nó ngập mà nhà thì nhà đó, khu vực đó là vô hết. Mưa từ một đêm một ngày là nó tròn nó cứ tới đây. Người chủ tôi là con nhất mà tới đây. Thì nghĩ thế là vẫn ở không thể nổi. Khổ lắm. Nước là mà lê lặng nó dầu lên nó lớn nhanh lắm. Mới thấy chỗ đài nó lên tới đây liền. Cái tủ lạnh luôn kia nó trâu họ để mà dọn kịp nó trâu qua đây, nó tấp qua đây. Tổ dân phố 3 nằm phía đông của phường Nghĩa Lộ là cái khu vực trước đây là có hai cánh đồng, thứ nhất là một cánh đồng Mương An, thứ hai là cánh đồng Bù Đưng. Nhưng thời gian qua bị ngập úng cục bộ ở trên cái địa bàn tổ 3, là lý do là đối với cái dự án Bắc Quỳnh Thúc Cán được khởi công và xây dựng và cái khu dân cư của Ngọc Bộ Viên, đồng thời cái hệ thống thoát nước là thiếu đồng bộ. Đây là việc mưa lớn thì gây ngập cục bộ là có xảy ra trên địa bàn tổ 3 của phường Nghĩa Lộ. Đây là khu đô thị Ngọc Bảo Viên, một khu đô thị mới được khởi công xây dựng năm 2015, nằm trên địa bàn hai phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ của thành phố Quảng Ngãi. Theo quảng cáo của nhà đầu tư, Ngọc Bảo Viên là đô thị kiểu mẫu với sự khác biệt trong cách tạo điểm nhấn về mỹ quan và không gian kiến trúc. Với diện tích quy hoạch trên 31 hectare, khu đô thị Ngọc Bảo Viên được hình thành từ việc lấp bào và lấp ruộng. Trước đây, mỗi khi mưa to, cống không kịp thoát nước thì nước mặt đổ về các bào và các ruộng trũng trước khi đổ ra sông Bào Giang. Với cách thoát tự nhiên này, các phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ hầu như chưa bao giờ bị úng ngập. Khi xây dựng khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phương án thoát nước chống ngập cho khu vực này chưa được tính toán kỹ lưỡng, nên khu đô thị mới Ngọc Bảo Viên dù có cao độ sang nền cao hơn khu vực xung quanh trên nửa mét, nhưng trong trận mưa hồi tháng 10 năm ngoái cũng bị ngập. Tổ 3 phường Nghĩa Lộ và khu vực lân cận trở thành túi nước. Mới vừa rồi đó, là nó vô ở nhà em ấy là em buôn bó không có được, là đường là họ không có dám đi vô nữa. Rồi bây giờ nên là bây giờ cứ mưa sao là bắt đầu nhà em kê hết đây. Đó, nhà đó là kê hết chứ không có để đường cái gì ở dưới hết. Bây giờ đoan thiền hòa bây giờ sợ tới mùa mưa tới đây nữa nè. Năm ngoái nó lồm lượt rồi nó vành đổ đây mà le lên đây là phải chè ga lên đây mà. Chứ không có đi được. Đây là khu đô thị mới Bào Cả, có diện tích trên 77.000 m², được xây dựng năm 2018. Khu đô thị này cũng được hình thành từ việc lấp Bào Cả thuộc phường Lê Hồng Phong. Trước đây, nước mưa từ các phường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong và một phần Trần Phú đổ về Bào Cả trước khi chảy ra sông Trà Khúc. Từ khi Bào Cả bị lấp, nhiều tuyến đường của hai phường này bị ngập nặng, nhất là đoạn đường Phan Bội Châu và Nguyễn Tự Tân. Tuy nhiên, theo ông Trần Đình Trường, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi, thì việc xây dựng khu đô thị Bào Cả
không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngập úng cục bộ ở phía bắc thành phố Quảng Ngãi. Các dự án đầu tư khi hình thành cũng đã được tính toán, đánh giá các tác động môi trường cũng giống như là tính toán các giải pháp về bố trí hệ thống đường ống, đường cống thoát nước đầy đủ để đảm bảo không những cho chính cái nội khu của cái dự án mà tính toán kết nối, giải quyết đồng bộ với lại các cái khu vực dân cư hiện hữu lân cận. Do đó việc mà cho rằng dự án mà hình thành là nguyên nhân chính dẫn đến cái việc ngập úng toàn bộ cho cục viện phía tây của cái khu vực của phường Lê Hồng Phong thì cái đó cũng chỉ là một phần, nó không phải là cái nguyên nhân chính cho cái việc ngập úng toàn bộ khu vực này. Thành phố Quảng Ngãi hiện có 104 km cống và 6,5 km kênh thoát nước. Ngoài ra, thành phố cũng có 3 hồ điều hòa để chứa nước mưa. Tuy nhiên, các hồ này ít được nạo vét, tu bổ nên không phát huy được công năng như hồ sơ thiết kế. Thành phố Quảng Ngãi đã thống kê được 5 lưu vực thường xảy ra ngập. Lưu vực phía Bắc đường Hùng Vương có 4 điểm ngập. Lưu vực phía Nam đường Hùng Vương có 12 điểm ngập. Lưu vực phía Đông đường Quang Trung có 1 điểm ngập. Lưu vực phía Tây đường sắt có 1 điểm ngập. Và lưu vực phía Bắc sông Trà Khúc có 1 điểm ngập. Tất nhiên, diện tích các điểm ngập này không giống nhau. Nhiều khi diện tích một điểm ngập có thể rộng bằng 4-5 điểm ngập khác cộng lại. Các cái khu vực mà nó ngập mà trong cái thời gian qua mà tương đối nặng ấy, là nó có mấy khu vực. Thứ nhất là khu vực phía nam của đường Hùng Vương, bắt đầu phía nam Hùng Vương và phía nam của đường Lê Lợi, tại cái khu vực mà ngay chỗ ngập phía tây của ngập Bảo Viên. Phía tây của ngập Bảo Viên ở đây là đường Phan Thế Hắc. Ở đây nó sẽ có một khu đô thị ngập Bảo Viên. Thì toàn bộ cái lưu vực ở phía đây là khu dân cư và thuộc cái phường Nghĩa Lộ là cái khu vực mà có cái tình trạng ngập mà tương đối nặng. Một cái khu vực ngập mà tương đối nặng nữa là cái khu vực mà theo giữa giao những cái ngã tư của đường Hùng Vương và đường Quang Trung. Là khu vực đây là cái việc là nó ngập rất là tương đối là khá nặng. Và một cái đoạn của đường Phan Đình Phùng, phía đoạn Phan Đình Phùng nối từ đường Hùng Vương cho đến đường Quang Trung, tức là một cái khu vực cũng lưu vực này tương đối là cũng ngập là khá là nặng. Thưa quý vị, tình trạng ngập cục bộ tại 19 điểm thuộc 5 lưu vực tại thành phố Quảng Ngãi đã được chính quyền thành phố Quảng Ngãi và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận diện. Người dân cho rằng nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngập úng là do san lấp các bào, ruộng trũng để xây dựng các khu đô thị. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh này lại cho rằng san lấp bào, ruộng chỉ là một nguyên nhân trong rất nhiều nguyên nhân gây úng ngập. Muốn giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ, trước hết là phải tìm cho ra tất cả các nguyên nhân. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng úng ngập tại thành phố Quảng Ngãi? Nguyên nhân đầu tiên được lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi và Sở Xây dựng Quảng Ngãi xác định đó là do mưa lớn. Đợt mưa kéo dài trong vòng 24 giờ, từ 7 giờ tối ngày 23 đến 7 giờ tối ngày 24 tháng 10 năm ngoái tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi, với lượng mưa trên 530mm, được đánh giá là trận mưa lớn nhất trong lịch sử địa phương trong vòng 50-60 năm trở lại đây. Cùng thời điểm này, các địa phương xung quanh thành phố Quảng Ngãi cũng có mưa lớn, khiến cho lưu lượng nước sông Bào Giang tăng đột biến trên 250 mét khối một giây, khiến nước sông dâng cao và tràn vào thành phố. Tuy nhiên, theo người dân tổ 3 phường Nghĩa Lộ, thì không chỉ đợt mưa hồi tháng 10 năm ngoái gây ngập lụt, mà hễ có cơn mưa to kéo dài, thì khu vực này vẫn bị ngập lụt. Mưa về bắt luôn là này, nước ngập hết, kết xe đi không được, bên nhà đổ vô bỏ con, coi như hư thiệt hệ thủ đủ hết. Ngạt một đổ đất, ngập một biên, bắt đầu bất hư. Bắt đầu nước nó mới ngập, lung coi như thấy mưa là nước vô nhà. Cùng với nguyên nhân mưa lớn, nhiều nguyên nhân khác cũng được chính quyền thành phố Quảng Ngãi và ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra. Thì cái việc cải tạo, nâng cấp các cái hệ thống thoát nước này lên thì nó cũng chưa được đầu tư đúng mức. Những cái khu vực mà nó phát triển mới như khu vực phía nam của thành phố thì là một cái sự phát triển của cái đô thị hóa, nó diễn ra cũng khá là mạnh mẽ và nhanh chóng ở khu vực này.
thì cái việc đó cũng là một cái phần dẫn đến cái trong cái khớp nối, rồi vấn đề là nó cũng giảm đi những cái khu vực mà chứa nước, thì chính cái điều này thì cũng dẫn đến cái việc gây ngập trong thời gian qua. Tình trạng ngập cục bộ gây nhiều hệ lụy cho sinh hoạt cũng như đời sống kinh tế xã hội của địa phương nên được các cử tri đặc biệt quan tâm. Và đây cũng chính là vấn đề đã gây nóng tại kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cuối tháng 12 năm ngoái. Nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thẳng thắn chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về vấn đề này. Cái vấn đề ngập úng đô thị là một vấn đề cũng rất phức tạp, và chúng ta có thể nói rằng ở địa bàn Quảng Ngãi chúng ta thì trong cái thời gian vừa qua thì nhiều cái ảnh hưởng của trận mưa lớn, mưa nhỏ thì đều có ảnh hưởng tới ngập cục bộ và ngập toàn diện. Những vấn đề cử tri và nhân dân đặt ra thì đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng với trách nhiệm là của cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực này cùng có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương để tập trung tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để giải quyết vấn đề một cách căn cơ. Trên cơ sở những nguyên nhân đã chỉ ra, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại địa phương. Trong đó có những giải pháp trước mắt và có những giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, để khắc phục hoàn toàn tình trạng úng ngập cần một số tiền rất lớn, khoảng trên 1.450 tỷ đồng, nên phụ thuộc rất nhiều vào việc cân đối nguồn kinh phí ngân sách của địa phương cũng như sự hỗ trợ đầu tư kinh phí của Trung ương. Giải pháp hạn chế cái tình trạng thoát nước á, thì trong thời gian vừa qua thì Sở Xây dựng cũng đã không riêng gì thành phố mà Sở Xây dựng cũng đã làm việc với các địa phương để kiểm tra, rà soát lại các cái quy hoạch được phê duyệt. Hiện nay thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là cho chủ trương cho các huyện lập cái đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của các cái đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó thì sẽ rà soát lại giữa cái hiện trạng và các cái đồ án quy hoạch để làm rõ những cái bất cập trong đồ án quy hoạch cũng như ngoài thực tế. Trên cơ sở đó thì hoàn chỉnh cái hồ sơ quy hoạch để mà trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các cái dự án đầu tư cũng như kêu gọi các cái nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cái hệ thống, từng bước hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng thoát nước nói riêng để đáp ứng với cái phát triển cái đô thị bền vững. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai đó là song song với cái việc hoàn thiện quy hoạch thì sẽ xác định các cái danh mục công trình hạ tầng thoát nước theo thứ tự ưu tiên, khu vực trọng yếu thì sẽ triển khai đầu tư trước để cho nó đảm bảo cái giải pháp trước mắt. Còn về lâu dài thì tiếp tục huy động nhiều cái nguồn vốn từ vốn vay ODA, rồi vốn trung ương, rồi vốn ngân sách tỉnh để mà đầu tư các cái công trình theo cái danh mục dự án được lập. Có thể nói, ngập úng là vấn đề không có gì xa lạ đối với các đô thị ở Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân gây úng ngập như các nhà quản lý và chuyên môn đã đề cập. Nhưng sâu xa chủ yếu vẫn là do công tác quy hoạch chưa theo kịp với sự phát triển. Hay nói cách khác là tầm nhìn quy hoạch chưa hình dung ra những hệ lụy của các dự án khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Ai cũng biết, bào, ruộng trũng là nơi chứa nước mưa. Lấp chúng thì phải bắt buộc có phương án thay thế. Thế nhưng, điều tưởng chừng như ai cũng biết ấy, vì nhiều lý do đã bị bỏ qua. Hậu quả là người dân và xã hội phải gánh chịu. Bài học đắt giá này vẫn còn nguyên giá trị trong quá trình đô thị hóa, không chỉ ở Quảng Ngãi mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Tiếp theo chương trình, trong tiểu mục Dạo quanh phố phường, chúng tôi sẽ đề cập tình trạng ô nhiễm ở một số hồ điều hòa và mương thoát nước ở thành phố Quảng Ngãi. Đây là con mương thoát nước nằm trên địa bàn tổ 3 phường Nghĩa Lộ. Theo người dân địa phương, nó là nơi xả thải của hàng trăm hộ dân trong khu vực này. Nó vừa thối vừa hôi vừa tanh. Nó tanh là nước đầu từ bệnh viện mà thoải xuống đây, biết mà nó tanh không có thể chịu nổi. Dân loạn đây là mười người là kêu thon khá cái bìa không biết rồi. Không lẽ bây giờ bón đất dọn nhà đi,
bây giờ cũng không được, mà ở đây là gánh chịu bao nhiêu năm nay rồi, nhất là cái những cái canh mà trưa mà nén nó bốc lên nó thúi, trời ơi đáng cửa hết rồi, đầu chu nó nhỏ ăn cơm chứ không dám chạy ra ngoài luôn á. Cái đường mương đây là hệ thống thoát nước ngoài vào đầu bệnh viện thì chảy xuống đường ra chua sông, thứ nước xả nói chung là hầu thúi quá rồi, giờ ảnh hưởng thứ nhất là mùa nén, còn mùa mưa thì nó ngập tròn lên, nó lồm vô nhà cửa họ, nói chung là rất là ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị giải quyết tình trạng ô nhiễm tại đây lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Họ vẫn phải cả ngày lẫn đêm sống chung với mùi hôi thối nồng nặc. Còn đây là hồ điều hòa Bào Cả, nằm ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Hồ có diện tích 2,3 hectare và sâu khoảng 2,5 mét. Hồ có công năng vừa chứa nước mưa, vừa chứa nước thải trước khi đổ ra sông Trà Khúc. Mỗi khi mà nó có cái lượng mưa lớn, toàn bộ là cái lượng nước của cái khu vực mà phía bắc của thành phố sẽ thu gom về cái hệ thống kênh Bầu Sử, Bầu Cả, nối từ cái phía tây, tức là bắt đầu từ đường Trương Định, chạy xuống đây phía đường cuối đường Quang Trung và đổ về cái Bầu Cả này. Và toàn bộ cái lượng nước là của lưu vực mà theo cái hai bên của cái bầu sử bầu cả đó sẽ được thu gom toàn bộ là vào cái hệ thống này và thu về cái hồ Bầu Cả. Hồ điều hòa Bầu Cả lâu ngày không được nạo vét khơi thông nên cây cỏ đã mọc kín mặt hồ. Hồ Bầu Cả trở thành túi chứa nước thải chưa qua xử lý của thành phố Quảng Ngãi. Thậm chí một số hộ dân thiếu ý thức đã vứt rác thải xuống lòng hồ, gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại đây. Nhà nước nói là đây là lòng hồ sinh thái, nhưng mà thực ra với dân chúng tôi thì nói là hồ sinh thối, bởi vì nó chứa toàn là nước thải của thành phố này, nó chảy về đây. Và cứ sáng sớm hoặc là chiều tối là nó bốc mùi lên, nó thối không chịu nổi, rất là hôi. Cái hồ đây nó ra không cây nữa, cứ một năm 12 tháng là hay 9 tháng rồi, cứ mỗi mùa nén là nó học lên nó thối mịt, nó chịu không nổi. Cũng không khác gì hồ điều hòa Bào Cả. Hồ điều hòa Nghĩa Chánh nằm ngay trung tâm thành phố Quảng Ngãi, cũng ở trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Lòng hồ ngập cỏ và rác, chức năng điều hòa hầu như chẳng còn nhiều tác dụng. Hiện nay, thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa có dự án xử lý nước thải sinh hoạt, nên nước thải sinh hoạt đều đổ thẳng ra sông Trà Khúc hoặc Bào Giang. Và các hồ mang tiếng là điều hòa, nhưng chủ yếu là để chứa nước thải chưa qua xử lý của thành phố trước khi đổ ra sông. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình trạng ô nhiễm vẫn khó có thể khắc phục được. Thưa quý vị, hồ điều hòa không làm được chức năng điều hòa mà gây nên tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư. Trước thực tế trên, hiện nay thành phố Quảng Ngãi đang xây dựng kế hoạch cải tạo hồ Bào Cả và hồ Nghĩa Chánh theo hướng nạo vét lòng hồ và bố trí van điều tiết để giữ mực nước cao trong hồ vào mùa khô, hạn chế ô nhiễm và thoát nước vào mùa mưa. Đồng thời cải tạo cảnh quan xung quanh hồ làm điểm nhấn cho thành phố và xây dựng thành khu vui chơi cho người dân địa phương. Chuyên mục Alo Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Rất mong nhận được phản hồi, ý kiến phản ánh của quý khán giả về những bất cập hay những vấn đề mà người dân quan tâm qua hộp thư alo đô thị vtv8a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.